Thông tin trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, một trường ngoài công lập tại Hà Nội, tăng mức điểm chuẩn vào lớp 10 tới 3 lần chỉ trong vòng 24 giờ vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trong điều kiện tuyển sinh căng thẳng như hiện nay, việc nhà trường thay đổi điểm chuẩn chóng mặt từ 46 lên 50,5 điểm khiến học sinh rơi vào cảnh sáng đỗ chiều trượt. Nhiều phụ huynh đội nắng đi nộp hồ sơ cho con nhưng rồi vẫn phải bất lực đứng khóc trước cổng trường. Trước sự việc này thì lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức lên tiếng. Theo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, ông Trử Xuân Dũng, trường Tạ Quang Bửu là trường ngoài công lập nên theo quy định, trường được phép tự chủ về tài chính và tuyển sinh. Vì vậy, căn cứ vào lượng hồ sơ nộp về, ban giám hiệu trường có thể thay đổi điểm chuẩn sao cho phù hợp. Về nguyên tắc, nhà trường làm thế không sai nhưng cũng cần có hình thức tuyển sinh khoa học hơn, tránh gây xáo trộn cho phụ huynh và dư luận. Không chỉ bức xúc vì con mình từ đỗ thành trượt sau khi điểm chuẩn liên tục nhảy múa, nhiều phụ huynh bức xúc do không được hoàn lại tiền phí ghi danh khi nộp hồ sơ vào lớp 10 và kiên quyết yêu cầu nhà trường phải trả lại. Trước đó, trường này yêu cầu phụ huynh khi nộp hồ sơ phải đóng 2 triệu phí ghi danh và sẽ không trả lại dù không được tuyển.